Mùa đông đến lá rụng quá, mưa xong một cái là bao nhiêu là lá cây này, chẳng có mèo này mãi chân nhau vậy. Vậy chẳng con đi học về rồi hả? Vâng ạ. Con này con đi học có học được bài gì mới không? Con học bài bài là thầy cho bà lắm kìa. Hát đi bà múa phù họa cho, được không? Nào. Bà ơi bà hát cho hiểu bà lắm. Bắt bà trăng, bà trăng như ơi. Chơi đồ hả? Chơi lắm bàn tay. Ôi ôi hay thế. Bây giờ hai bà cháu mình hát lại một lần nữa nha. Lúc nào còn nắm tay nè, bà cháu phải nắm tay bà, được không? Nào, hai bà cháu mình cùng múa luôn. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu lắm bà tay. Khi cháu vẫn, cháu biết bà vui. Cháu bà giỏi quá. Nào đi vào đây bà nấu cơm cho ăn nha. Ơi, cách sân cho bà nấu ăn đi. Úi giỏi quá, nào đưa cặp bà cầm vào nhà trước cho nhá. Quét ở thế để quét sân xong rồi cho thùng rác cho bà nhá. Ngoan lắm. Thôi bà đi nấu cơm đi.